Hoan gửi đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, một trong những con giáp may mắn trong năm Nhâm Dần 2022, khi nói đến không thể bỏ qua những người tuổi Kỷ Mùi. Tử vi học và nói, mỗi một người khi sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có những người từ nhỏ sinh ra đã có số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới giàu lên được. Việc xem tử vi cho tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2023 Quý Mão cho chúng ta biết được những việc có thể xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết tử vi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2023 được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua là số tử vi sẽ cho quý vị biết được về bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của mình. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2023 sẽ biết được thiên cơ, biết được những dấu mốc quan trọng trong sự thay đổi cả về sự nghiệp và tình duyên gia đạo của mình. Sẽ nắm được tổng quan của quý vị sinh năm 1979 có điều gì đặc biệt. Và sau đây là phần luận giải về tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, và đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng trong năm 2023. Trong năm 2023, người tuổi Mùi sinh năm 1979 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để gìn giữ sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục, thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ, tâm sự với mình. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, vận hạn, toán tận, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Mùi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can, kỷ âm thổ gặp quý âm thủy là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 cần chú ý tháng Ất Sửu, tháng 12 âm lịch từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Kỷ Mùi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức, tinh quân trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi sao có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này kỵ tháng 4 và tháng 8. Hóa giải: thực hiện cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm, nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao Thủy Diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao Thủy Diệu là khoảng 19 đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có để dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây phẩm oản, nước, trầu cau, muối, gạo, đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen. Nếu các lễ vật có màu khác, có thể sử dụng giấy đen bọc lại rồi mới thực hiện bày lên trên mâm cúng.
Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc, rồi mới thực hiện làm lễ cúng, hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sau này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh lá, phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ Kỷ Mùi 1979 nữ mạng năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải. Hồn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây xát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy nhiên tháng này tình cảm gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng này gia chủ chú ý gìn giữ sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau bệnh tật lâu ngày khó khỏi hoặc trong nhà có chuyện buồn. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu gia chủ trong tháng 3 không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này gia chủ sinh năm Kỷ Mùi chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đi lại cần chú ý. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 6, tình cảm của những thành viên trong gia đạo tháng 6 không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc tổ tiên nên đây là tháng chủ về làm việc hung hóa cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo, tuy nhiên tháng này gia chủ 1979 chú ý có con vật cắn hoặc là đá. Tháng 9, đây là tháng gia chủ phải chú ý về sức khỏe vì sức khỏe không được tốt. Tháng 10, khi đi ra ngoài trong tháng 10, gia chủ Kỷ Mùi nữ mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc của gia chủ trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Sự nghiệp của nữ mạng sinh năm 1979 có những điểm sáng đáng kể, nhờ có quý nhân dìu dắt mà bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức cố gắng hơn người khác. Hãy quý trọng những thời cơ của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần tránh tính cách kiêu ngạo, coi thường người khác. Trong giao tiếp hàng ngày, cần tránh nóng nảy, gây mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ. Nếu bạn tự tách mình ra khỏi tập thể, thì đến khi gặp rắc rối sẽ không được ai giúp đỡ. Về tài chính, theo tử vi năm Quý Mão 2023, con đường tài lộc của bản mệnh khá hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể dễ dàng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác của mình, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân nên làm việc gì cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Điều cần chú ý trong chuyện làm ăn năm 2023 này là tránh gây hấn với người khác, đặc biệt là kẻ tiểu nhân, kẻo bạn sẽ vướng phải chuyện thị phi. Nhiều khi phải dùng tiền mới có thể giải quyết êm xuôi được. Về sức khỏe, sức khỏe có thể kéo cho bạn trong năm 2023, bạn sẽ có chức năng tiêu hóa kém hoặc kèm theo do công việc bận rộn. Do đó đòi hỏi bạn phải duy trì và điều tiết đúng cách. Tốt hơn hết, bạn nên giữ chế độ ăn nhẹ và tránh xa thực phẩm nhiều dầu mỡ. Vận trình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2023 không có nhiều vấn đề và quan trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy, bát bảo tâm kinh đã được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979. Về tình cảm gia đạo, tử vi Kỷ Mùi năm 2023 nữ mạng về chuyện tình duyên nhìn chung là bình yên. Bản mệnh và nửa kia của mình cùng chung tay xây dựng một gia đình ấm áp.
Dù đôi khi vợ chồng mâu thuẫn là khó tránh, song hai người đều cố gắng bình tĩnh hòa giải, đặt mình vào vị trí của đối phương. Đối với con cái, bản mệnh nên trò chuyện làm bạn với trẻ nhỏ nhiều hơn. Chỉ khi thường xuyên tâm sự, san sẻ, đôi bên mới có thể khắc phục được những khoảng cách do thế hệ tạo ra, bạn mới có thể giúp đỡ ở bên con cái. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải là số tử vi cho tuổi Kỷ Mùi trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi, đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi cùng kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.